Em xin chào bà con, chào các bạn nha. Chúc bà con và các bạn thật nhiều sức khỏe. Thì hôm trước em có quay cái con heo này về cái tình hình là em phối tình á. Phối tình thì hôm nay đậu rồi. Thì hổm cũng có chia sẻ cách nhận biết đơn giản để mình biết con heo đậu như thế nào đó. Thì hôm nay thì em cũng nhận được rất nhiều bình luận về cái con heo này nè bà con. Con heo mà em phối nè. Đó, rất nhiều anh chị chia sẻ là mình phải lên mình cởi heo, mình so bóp nó làm trước khi mình phối nó, mình vô mình phối mình phải làm vậy. Đó. Thì đó là cũng là trên cái lý thuyết, nhưng thật chất mình phải hiểu được cái con heo của mình là như thế nào bà con. Hiểu được về nó thì mình mới làm được. Đó, mình không sợ. Đó. Rồi có nhiều bà con nói cái con heo em chừa lại mập quá, như vậy là nữa để không ra. Thật chất em xin chia sẻ với thật sự thật lòng với bà con gì nè. Đẻ ra hay không thì em không sợ. Bản thân em lại không sợ. Tại vì em cầm dao mổ em mổ được. Em cầm dao mổ em mổ em bắt con ra được. Nên em không sợ. Đó. Nguyên vàng heo của em luôn nè. Heo nái của em là thêm 3 con này. 3 con này thêm 4 con kia nữa là 7 con. Mà có con nào đẻ không ra thì em sẵn sàng em mổ cho bà con coi luôn. Mổ đẻ cho bà con coi luôn. Tại vì trong quá trình em hành nghề em làm á, là em cũng đã mổ đẻ xong hết rồi. Mổ đẻ rồi hết rồi. Heo bò vậy em mổ được hết. Đó. Tỷ lệ sống rất là cao nha. Chứ không phải không có sống nha bà con. Đừng có bà con vô nói là mổ rồi, mổ rồi bắt con ra được thì mẹ chết ngát là không có nha. Chuyện chết là chuyện xưa rồi. Xưa dữ lắm xưa đó. Thì đó là em chia sẻ với bà con như vậy đó. Tại vì khi mình đã biết rồi, mình đã va chạm thực tế nhiều quá rồi, thì đôi khi em chia sẻ lên thì cũng có những cái thiếu sót về cái sự chủ quan. Bữa em có chia sẻ bà con rồi đó, thì em có nói là em hơi bị chủ quan về vấn đề đó, là có thể là làm rớt ống tinh xuống dưới nền chuồng thì con heo mình nó có thể dễ bị viêm nhiễm. Đó là đúng. Tuy nhiên trong quá trình mình làm thì nó cũng không đến nỗi là quá dơ, và cũng con heo nó cũng không có bị viêm bà con. Thì đó là em chia sẻ với bà con thật sự là như vậy. Còn đối với heo của em là nó mập, đúng là nó mập đó, nó mập. Nhưng mà con heo này thì nó đẻ không có đến nỗi là phải mổ đẻ. Đó. Mà nếu như cái trường hợp mà có heo con nó bự quá, nó đẻ không ra thì em vẫn mổ đẻ luôn. Em mổ quay lên cho bà con thấy luôn, cho bà con theo dõi luôn đó, để cho khỏi có mập mờ về cái suy nghĩ, về cái luồng suy nghĩ mất công đó. Mình làm trên cái người thật chịu thật, mình không có sợ, mình làm được thì mình nói được, mình làm được bà con, chứ không phải mình nói bằng cái miệng ha. Đó là em chia sẻ thật sự với bà con vậy đó. Bởi vì trên vàng nái của em là em đang ở chuồng heo nái luôn, người ta rất là cấm kỵ về cái chuyện nói heo đẻ không ra đó. Mà cũng có nhiều anh chị nói là heo em có thể đẻ không ra hoặc là đẻ không ra đó, thì em cũng nói thẳng luôn là em cũng rất là bức xúc đó. Khi bữa nay em quay em xuống chuồng heo em nói luôn đó. Nói nếu như trong vàng heo nái này có con nào đẻ không ra, em sẵn sàng em cầm dao mỗi bà con luôn. Đồ nghề có đầy đủ bà con. Có một video em đã chia sẻ đầy đủ với đồ nghề của em có cho bà con coi luôn rồi đó. Dao mổ kéo kim khâu đầy đủ hết đó. Nái này người ta vậy đó, mà nói là nái đẻ không ra thì em cũng bó tay. Thì dĩ nhiên vài chục ngàn người coi thì dĩ nhiên có một số luồng ý kiến chia sẻ vậy thôi. À, nhưng mà thì dầu thì mình cũng làm lên một cái clip này, em nói thẳng một câu như vậy luôn. Em không sợ heo đẻ là không ra. Em chỉ sợ là dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả E. coli, dịch tả heo châu Phi thôi. À, với thằng dịch tả E. coli thôi, dịch tả heo châu Phi thôi nha bà con. À, em chỉ sợ vậy thôi. Nhiều khi bức xúc quá rồi nói cũng không có nên lời luôn rồi đó, nói bậy nữa bà không.
dịch tả heo châu Phi thôi, là nó không có vaccine nên em mới sợ thôi. Tất cả các bạn khác thì em không sợ, tại vì nó có vaccine, à, mình tiêm phòng vaccine đầy đủ và định kỳ rồi lặp lại nữa thì nó bị thì mình chịu thôi. À, thì em chia sẻ với bà con là thật sự như thế, tại vì nhiều khi cũng bức xúc quá nên mình cũng phải chia sẻ lên tiếng, nói cho anh em đã hiểu. Đó, thì xuống đây em đang đứng dàn nái em nói rồi đó, có con nào đẻ không ra thì em sẵn sàng em mổ đẻ cho bà con coi luôn. Heo người ta gì mà phán đẻ không ra, chưa đẻ nó phán đẻ không ra, ai mà không bực bội bà con, đúng không? Ai mà không bực bội đâu, tại kệ mình làm mà mấy chục ngàn người coi thì dĩ nhiên cũng có một hai người ta có ý kiến này ý kiến nọ, thì mình không thể nào mình cấm cản ý kiến của người ta được. Đó, bởi vì nhiều khi em chia sẻ thật sự nhưng mà nhiều người ta không có tin tưởng, không có tin tưởng, mà thậm chí em cầm bị kim em chích vô con heo thật sự luôn mà người ta cũng không tin luôn. Đó, vấn đề là chỗ đó. Thì thôi kệ, mỗi người thì mỗi ý. À, 9-10 thì người 10, 9 người thì 10 ý. À, thì mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi cách làm. Thì dầu gì em cũng chúc bà con chăn nuôi của chúng ta sẽ thành công, có được cái thu nhập ổn định từ cái nghề chăn nuôi này. Thật sự cái nghề chăn nuôi là cái nghề nó cũng nói phải nói là bấp bênh lắm. Nên là cái gì em chia sẻ lên là em cũng rất muốn bà con làm được, mà con làm để đạt được, chứ không phải là em chia sẻ lên để những cái không đúng, để bà con mình làm sai cũng giống như em làm không được thành đạt. À, đúng không bà con? Để con heo nái này cực khổ lắm chứ. À, ai mà muốn nó cũng phải muốn nó đẻ suôn sẻ hết, chứ không ai mà muốn mà nó bị trục chặt, đúng không? À, thì hôm nay em làm cái clip để em chia sẻ, em nói về cái vấn đề đó. À, cho bà con nào có cảm thông cảm được cho em thì thông cảm. À, chứ đừng có lên bình luận nhiều cái mà thật sự cái người ta đọc á, người ta thật sự cái chủ kênh á, mà cái chủ của trại người ta rất là bức xúc nha bà con. Thì thôi đôi lại chia sẻ với bà con vậy, rất cảm ơn bà con đã theo dõi cái video của em nha. À, xin chào, hẹn gặp lại bà con ở những cái video tiếp theo. Và những video tiếp theo chắc có lẽ là hai con heo này nó đẻ thì em sẽ làm những video tiếp theo về hai con heo này. Đó, nó đẻ như thế nào, quy trình nuôi con nó như thế nào em sẽ chia sẻ luôn. Đó, kể nó đẻ ít đẻ nhiều thì em cũng quay thẳng lên cho bà con coi luôn. Đó, chứ không nhất thiết là phải đẻ nhiều mới quay và đẻ ít không quay. Đó, thì ít nhiều thì em cũng quay cho bà con coi đó, chứ không có quay sự thật thôi. Chứ mình không có quay mà phô trương cái gì tốt mà mình mới quay, mà không tốt mình không quay, không có. Quay sự thật. À, chia sẻ thật sự. À, tốt không tốt thì cũng quay. Cũng giống như bữa em chia sẻ với bà con ở chỗ phối heo này nè. Cái đoạn mà làm gớt cái ống nhẫn tinh á. Cái ống nhẫn tinh á. Làm gớt thì em có thể cắt cái đoạn đó được mà. Nhưng mà thôi kệ, em đưa lên luôn. Thì đưa lên thì cũng đã có nhiều cái suy nghĩ trái chiều và có nhiều cái bình luận trái chiều. Thôi cũng kệ. À, thì em chia sẻ sự thật thôi.